Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 30 tháng 7 năm 2016. Chương trình phát hình của VTV được mở đầu với Một lần một chuyện giữa Minh Thúy và Đinh Hùng Cường. Và sau cùng là bản tin phân tích TPP của Bích Phượng. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Một lần một chuyện giữa Minh Thúy và Đinh Hùng Cường, nói về chuyến du lịch của anh Đinh Hùng Cường. Kính mời quý vị theo dõi. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Mời quý vị trở lại phần 2 chương trình Một lần một chuyện về câu chuyện chuyến du lịch của anh Đinh Hùng Cường. Thưa anh, như vậy anh có thể nói tiếp về cái tango mà hay nhất thế giới? Dạ đúng vậy, thưa chị Minh Thúy, thưa quý vị, cái tango Argentina là một cái tango mà nó có cái figure rất là hay, rất là đẹp, và quý vị sẽ thấy một ít ở trên màn ảnh chúng tôi có đem về để chiếu cho quý vị coi. Thế nhưng mà sau cái chuyến mà học tango ở trên tàu đó thì cái cuộc đời của chúng tôi nó không còn suôn sẻ nữa, bởi vì chị Minh Thúy và quý vị biết, khi mình đi xuôi về phía nam đó, cái địa điểm kế tới chúng tôi tới là Falkland Island, thì cái chỗ này đó, nó có hai cái luồng nước, một cái luồng nước là từ Pacific Ocean, mình gọi là Đại Thái Bình Dương, và mình nhớ là Atlantic là Đại Tây Dương, nó hợp, nó mọc với nhau đó, nó tạo ra những cái sóng, thành có khi những cái sóng lên cao cả 10 thước, mười mấy thước, thành ra cái tàu nó gọi là nhấp nhô, do đó nhiều người là đúng là say sóng lắc lư. Nhưng mà khi mà đến Falkland Island thì gió quá, chúng tôi không có vô bờ được. Mà cái chỗ mà tôi mong muốn để đến là cái Falkland, là bởi cái đảo này nó có một cái lịch sử. Ngày xưa nó thuộc địa của Anh Quốc. Mà cái người dân ở trên đảo nó có khoảng độ 3.000 người thôi, nhưng mà nó hay ở chỗ này. Nó có một cái nền hành chính tự trị, và nó có một cái nền tiền tệ riêng, và cái đồng tiền của nó giá trị như cái đồng bảng Anh ấy. Thì năm 1982, không hiểu ông Argentina, ông ấy cậy gần nhà, ông ấy đem quân, ông ấy chiếm cái Falkland Island. Thì Anh Quốc họ đâu có chịu, họ đem quân họ đánh lại, và hai bên đánh nhau, rồi sau cùng đó thì Argentina nhượng bộ, vẫn trả lại cái đó cho người Anh. Và rất tiếc là chúng tôi đã không được vào bờ, thành ra cái tàu phải tiếp tục qua khỏi cái đảo Falkland Island đó. Đi xuống cái phía nam thì chúng tôi mới đến một cái điểm nó gọi là Cape Horn, là cái điểm tận cùng của Nam Mỹ và tận cùng của Nam Cực. Đó là cái điểm mà rất là khó để đến. Thành ra cái chuyến đi của chúng tôi nó không phải là du lịch, mà chúng tôi nghĩ là bắt đầu từ bây giờ nó thành ra mạo hiểm về cái câu chuyện nó như thế này. Và khi chúng tôi qua khỏi Falkland Island một tí đó, thì buổi tối có một cái người bệnh nhân họ cần phải đi nhà thương, thì phải trở vào trong cái Falkland Island đó. Thì ở trong đảo đó họ cho ra một cái trực thăng, mà chị Minh Thúy và quý vị biết rằng trong đêm tối mà cái trực thăng nó bay ngoài trời bão, không phải là bão nhưng mà gió biển như thế, mà cái tàu chồng chành như vậy nó đáp xuống, có thể nó bị đật, nó nổ, mà nhiều người khác có thể bị trên tàu bị nguy hiểm. Do đó ông thuyền trưởng ông di tản hết những cái người ở dưới cái sân đáp, và bằng mọi cách cái trực thăng đó nó phải đáp được, và nó mang cái người bệnh nhân nó đi. Thì trong cái chuyện mà mình thấy nó nguy hiểm như vậy, mình nhìn thấy rằng người ta quý trọng con người, không kể giàu nghèo, đã có cái vấn đề mà phải cấp cứu là người ta dùng phương tiện để cấp cứu. Do đó mình thấy rằng khi là mình hiểu rằng những cái thế giới văn minh, người ta quý con người và người ta trọng con người. Đó là cái điểm mà tôi thấy trong cái chuyến đi. Như vậy thì lúc mà chuyến đi của anh đã bị thời tiết làm trở ngại thì anh phải trở về hay là anh lại tiếp tục đi? Nó lại là chuyện dài, nhân dân tự vệ, nó không thể nào trở về được. Nó phải đi tới cái điểm đến, mà từ đó trở đi đó thì nó sóng gió lại tới nhiều nữa. Thì cái điểm kế tới cũng không vào bờ được, bởi vì sóng quá, thành những cái tàu nó không thể cho người xuống được. Và đi đến một cái điểm kế nữa là thì 4-5 ngày ở trên tàu người ta bắt đầu người chán nản. Thì ông thuyền trưởng ông quyết định cho xuống tàu. Thì trong lúc xuống tàu thì có ba cái thành phần. Cái thành phần họ mua vé để mà họ đi thăm một cái đảo mà nó có những cái con penguin quanh nó sống. Yeah. Một cái thành phần như chúng tôi để xuống để đi chơi, gọi là đi thăm phố xá.
và một cái thành phần nữa cũng xuống đó để mà đi bằng cái tàu gọi là cái phà đó, ra cái đảo đó để thăm con vanh quanh rẻ hơn. Thì lúc buổi sáng đi thì biển yên sóng lặng thì mọi người vô trong bờ ok, mấy người đi thăm cái con vanh quanh thì lên đường. Nhưng mà một lúc sau đó thì sóng gió lớn lên, thành ra những cái người mà đi sớm đó, thì thăm con vanh quanh thì đi thăm được. Còn những cái người mà hạ tiện tiền mà để đi lên kia đi bằng phà nó rẻ hơn đó, thì không thăm được vì cái phà nó lớn lắm, mà sóng nó đánh nhồi lên nhồi xuống như là mình đi lên cái roller coaster đó. Do đó họ tới họ ói mửa ra hết là không coi được gì cả. Thế mà có cái thành phần nhà giàu nữa, họ đi bằng cái speedboat, nó đi rất là nhanh. Thế nhưng mà khi mà cái speedboat nó đi trên sóng như vậy, nó đến nơi thì tất cả những người nhà giàu đó cũng bò càng này hết, không ai coi được. Thế cái câu chuyện xảy ra là như thế này: những người đi qua quanh quanh và những người không đi qua quanh quanh đều không lên tàu được. 1.700 người kẹt ở trên bờ vì gió không ra cái tàu nhỏ đi được. Thế ông thuyền trưởng ông bảo bây giờ tôi yêu cầu cái địa phương nó cho tôi một cái tàu hải quân chở những cái người du khách của tôi ra cái tàu lớn này, tôi cho họ cặp lên để đỡ nguy hiểm. Thì cái người địa phương nói không. Thế mà thế thì nếu không được thì bây giờ tôi xin là cho chúng tôi một cái tàu hải quân đậu ở cái dock đó, cho những cái hành khách đó họ vào cái dock rồi họ bước sang cái thuyền nhỏ đỡ nguy hiểm, bởi vì đứng ở trên cái chỗ dock mà đợi tàu nhỏ tới đó, gió mạnh lắm có khi nó thổi người bay xuống nước á. Thì cái tàu hải quân nó nói cái tàu quân sự nó cũng không làm việc dân sự. Thì ông giận quá, ông bảo thì là chắc lần sau tôi xin hủy bỏ cái điểm đến này. Nhưng mà ông này ông rất giỏi, ông lấy cái tàu lớn và ông chạy gần lại cái chỗ dock đó, ông che gió và ông hạ tất cả những cái tàu cấp cứu của ông ở trên bờ trên tàu á, đem xuống. Và chị Minh Thúy và quý vị có thể tưởng tượng rằng 1.700 người đó ông mới đem trong 7 tiếng đồng hồ, 12 giờ đêm ông mới đến lên hết trên tàu, kiểm điểm lại đầy đủ người rồi thì con tàu bắt đầu để đi đến cái điểm sau cùng là cái điểm mà nó phải rước khách cho ngày hôm sau. Như vậy thì sau đó thời gian mà du khách đã lên hết trên tàu thì các anh làm gì ở trên đó? Thì lúc này thì nó vẫn là như ta nói, nó không còn là du lịch, nó là mạo hiểm vì cái biển nó bắt đầu. Cái lúc mạo hiểm đó anh có tưởng tượng như là anh ở trên tàu Titanic không anh? Thực ra thì không có sợ đến nỗi thế nhưng mà cũng nhìn biển cả, gió nó thổi biển nó cứ trắng xóa lên như vậy thì biết sóng rất lớn lắm. Thế nhưng có cái điểm này hay để nói với chị Minh Thúy và quý vị, cái người Tây phương đó, họ rất là thực tế. Một khi đó họ làm cái lỗi đó, thì họ trả giá liền. Tiếng Mỹ nó gọi là we drop the ball, we pay the price. Vì ông ta không đưa mình tới được những cái điểm mà lên tàu đó, và ông ta nói rằng chúng tôi bớt cho quý vị một nửa tiền, quý vị dành cái nửa tiền đó để đi chuyến đi kỳ tới. Và trong lúc quý vị ở trên tàu này quý vị không xuống bờ được, chúng tôi cho quý vị mỗi người $100 tha hồ đi mua sắm, thành thử hay là đánh bài. Nên thử ra cái người Tây phương nó có cái điểm mình phải học là khi mình làm lỗi cái gì mình nên chuộc cái lỗi đó, đừng có xin lỗi xuống, và xin lỗi xuống không có làm gì được cả. Và nên do đó tất cả những người trên tàu không được lên bờ nhưng rất là hoan hỉ, là bởi vì được trả lại một nửa tiền, lại có thêm 100 bạc để đi mua đồ đạc ở trên tàu nữa. Thành ra cái cuộc hải hành nó vẫn là tiếp tục. Như vậy thì sau cái địa điểm mà anh vừa tới thì anh đi đâu nữa, hay là anh lại trở về Mỹ? Thì thế này chị, cái tàu đó nó phải đi tới cái chỗ khác. Nó gọi là cái điểm chót, nó là Valparaiso của Chí Lợi. Thì trên cái đường đi tới Valparaiso đó vẫn bị sóng gió, và cái khổ là vì nó phải đón khách đó. Thành thử ra nó chậm trễ hết 7 tiếng đồng hồ, thì nó phải chạy thật nhanh để nó đi tới cái bến Valparaiso ngày hôm sau, bởi vì nó thả mình xuống là nó phải lấy người khác lên ngay. Do đó thì hành khách lại một phen khốn khổ, là bởi vì nó chạy nhanh như thế và lại sóng như vậy thì cái tàu lại là lắc tất lưng. Cả mọi người là ngất ngư con tàu đi. Thành ra đến bờ thì ai cũng là mệt nhoài ra. Và khi chúng tôi tới Valparaiso rồi, đó là một cái hạ cảng lớn nhất của Chile, là cái nước Chí Lợi, chúng tôi lại còn phải đi trên xe bus 2 tiếng đồng hồ nữa về cái thủ đô Santiago. Từ đó chúng tôi mới lấy máy bay trở vào Houston và kết thúc cái chuyến đi. Sau cái chuyến đi này thì anh có quyết định trở lại
như là những cái nơi mà anh đã từng đi trong chuyến đi kỳ này hay không? Thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, như tôi đã nói, đây nó không phải là du lịch mà là mạo hiểm. Chúng tôi thấy là đi một lần cũng là quá đủ, mà nếu có cái cơ hội nào có thể một vài ba năm mình quên, có lẽ mình sẽ đi nữa. Trong mỗi một cái cuộc đi đó thì đều mỗi người đều học hỏi được một cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm quý báu nhất đó là mình đi tìm thấy cái tình người. Tất cả các quốc gia Nam Mỹ mà chúng tôi đi qua, chúng tôi thấy người dân họ rất là hiền hòa và họ rất là lương thiện, và họ không có nói thách nhiều. Khi họ nói ra đó mà mình chả không đúng ý họ, họ vui vẻ tươi cười xếp đồ lại, họ không có một cái thái độ để mà làm cho mình khó chịu. Thành ra mình thấy rằng thì là cái người dân Nam Mỹ họ hiền hòa mà họ rất quý khách, và họ không, nhất là không có cái thái độ mà gọi là nói thật thách, như là gọi là chẹt khách hàng, du khách hay này kia nọ. Đó là cái điểm mà mình thấy rằng tất cả những quốc gia Nam Mỹ đi qua họ có một cái điểm son như vậy. Xin được cảm ơn anh Đinh Hùng Cường. Xin cảm ơn chị Minh Thúy và xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi ước mong rằng nếu có những cái gì mới lạ, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại trình bày cùng quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, giữa châu Âu và châu Mỹ lạnh giá thì Nam Mỹ với khí hậu quanh năm ấm áp, những bãi biển trải dài cùng những công trình kiến trúc mang hình dáng lạ kỳ, sáng tạo đã làm say lòng biết bao nhiêu du khách. Từ những khách từ miền nhiệt đới xa xôi đến những khách đã đi mòn trái đất châu Âu và châu Mỹ rộng lớn, nơi đây khác biệt hoàn toàn với những thành phố của những nơi khác mà bất kỳ ai đến cũng bất ngờ và ngày về không khỏi lưu luyến. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Một Lần Một Chuyện. Minh Thúy và anh Đinh Hùng Cường xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng vì sao ghế massage của Luraco được gọi là vật lý trị liệu số 1 trên thế giới? Kính thưa quý vị, khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah đã dùng chiếc ghế massage i7 của Luraco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả trung bình là về mức độ stress trước khi sử dụng ghế i7 là 4.3, nhưng sau khi sử dụng chỉ còn là 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế là 2.1 và sau khi sử dụng ghế là 1.1. Về huyết áp, trước khi sử dụng ghế i7 là 114/76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn 110/73. Về nhịp tim, trước khi sử dụng ghế là 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn là 70. Theo giáo sư tiến sĩ Michael Oppen, giám đốc trung tâm Stress Relief Center của trường đại học Weber, thì i7 quả thật là một chiếc ghế medical massage hoàn hảo nhất. Đây là bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu của ghế massage Luraco. Quý vị muốn có thêm bản khảo sát này, xin liên lạc với Luraco 1800 483 9930.